theo quy định thì có hai cái loại thuốc khác nhau, đấy là thuốc kê đơn và cái thuốc không kê đơn, hay cái thuốc không kê đơn còn có viết tắt theo cái từ tiếng Anh, từ chuyên môn là OCT. Thế thì hai cái loại thuốc này khác nhau như thế nào? Thực chất mà nói thì ở Việt Nam cái sự khác biệt giữa hai loại thuốc này nó không được rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thuốc mà không kê đơn ấy là những cái thuốc mà có thể bệnh nhân tự có thể đi ra bất kỳ một cái cửa hàng nào như siêu thị, cửa hàng thuốc hay là các cái cửa hàng tiện lợi đều có thể mua được và tự điều trị cho mình, không cần thiết phải có cái sự tư vấn hay khám bệnh của bác sĩ. Thông thường đó là những cái loại thuốc như là cảm cúm, thuốc giảm đau như aspirin, paracetamol hay thuốc dị ứng, những cái thuốc mà làm dịu thần kinh, giúp cho người bệnh mà cảm thấy khó ngủ có thể ngủ được. Thế và một nhóm cuối cùng đấy là những cái thuốc thực phẩm chức năng. Thế còn những cái thuốc mà gọi là thuốc kê đơn là những cái thuốc thực sự là điều trị bệnh, là những cái nhóm thuốc mà bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ sau khi khám bệnh, cân nhắc thế và kết luận bệnh lúc bấy giờ mới kê đơn, và bệnh nhân phải dùng cầm cái đơn của bác sĩ đi ra hiệu thuốc thì mới có thể mua được. Thế thì ở Việt Nam thì cái sự do cái sự quản lý của dược của mình nó chưa được chặt chẽ, do vậy chưa thấy được cái sự phân biệt rõ ràng giữa cái thuốc kê đơn và hay là những cái thuốc không kê đơn. Chứ còn ở nước ngoài ấy, thì dược họ quản lý rất là chặt chẽ, do vậy mình muốn mua, chẳng hạn mình muốn ho này, mình bị tăng huyết áp này, mình bị tiểu đường, nếu không có cái đơn của bác sĩ, không đi khám bệnh, không có đơn thì không bao giờ mình ra hiệu thuốc mình có thể mua được những cái thuốc để điều trị bệnh. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Chẳng hạn các bác có thể không đi khám, nhưng mà tôi thấy tự nhiên tôi đau đầu, thế tôi lấy cái huyết áp ở nhà, tôi có cái huyết áp tự động, tôi ra đo. Thế sau đấy thì tôi thấy huyết áp của tôi tăng rất là cao. Nếu mà trong nhà mà có một người cũng bị tăng huyết áp thì có khi lại bảo thế thôi lấy tạm cái viên này uống đi. Thế thì cũng uống. Thế hoặc là ra hiệu thuốc lại nói với cả các anh chị ở cửa hàng thuốc, mà những anh chị đấy nói thật chưa chắc đã phải là cái dược sĩ đại học đâu, có khi chỉ là sơ cấp, trung cấp về dược độ khoảng 3 đến 6 tháng. Thế xong thì họ có đủ cái chức, tức là có đủ cái thẩm chức năng về mặt pháp lý để có thể đứng trong cái quầy dược. Thế là anh các chị bảo à, thế là bác bị tăng huyết áp à, huyết áp của bác cao, thế thì bác cứ uống tạm thuốc này đi. Đó, thế thì hoặc là các bác có bạn bè kêu rồi ôi tôi đi khám thì bác sĩ cho tôi cái thuốc này này, tôi uống thấy khỏe lắm. Thế tôi đau, đau chân, đau tay hay đau lưng, đau xương khớp, thế rồi lại đau đầu, thế thì tôi cũng thế, các bác sĩ cho tôi cái thuốc này này. Thế là cứ cho nhau cái tên thuốc và chúng ta có thể cầm cái tên thuốc đấy đi ra hiệu thuốc có thể mua lại được dễ dàng. Thế đấy là hiện trạng của Việt Nam khi mà mình quản lý cái dược chưa được chặt chẽ. Chứ còn trong tương lai sắp tới thì dần dần để tránh cái hiện tượng lạm dụng thuốc và cũng để đảm bảo cái quản lý sức khỏe toàn dân cho tốt, thì chắc chắn là cái việc thuốc men về dược lý như thế này ở Việt Nam mình cũng sẽ quản lý rất là chặt chẽ. Thế thì các cái thuốc tim mạch thì luôn luôn là một cái thuốc kê đơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thuốc tim mạch là những cái thuốc như thực sự là có những cái thuốc là được xếp về cái nhóm như độc dược bảng A bảng B. Thế do vậy nhất định là phải dùng, có chỉ định của bác sĩ và dùng đúng liều lượng và đúng thời gian quy định. Còn nếu không thì thực sự là rất là có hại và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì ngay trong cái hàng thuốc kê đơn thì cũng có hai cái dạng phân biệt khác nhau. Đấy là một cái gọi là thuốc biệt dược gốc, hay là gọi hàng brand name, hay là cái dòng thuốc là sao chép lại của cái biệt dược gốc, hay còn gọi là dòng generic. Thế thì brand name và generic khác nhau như thế nào? Thì cái hàng brand name ý, là cái hàng mà nguyên thủy là cái biệt dược gốc do một cái công ty dược họ đầu tiên họ tự sáng chế ra. Thế và họ đã thực hiện rất là nhiều những cái nghiên cứu để ra được cái sản phẩm đó. Thế và họ đăng ký một cái độc quyền sử dụng của thuốc đó trong một cái thời hạn nhất định, có thể 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, tùy theo là cái công ty dược đó đăng ký cái độc quyền sử dụng của mình đến thời hạn nào. Thế còn sau khi hết cái hạn độc quyền brand name của các đó thì các cái công ty dược khác khi đấy thì có quyền sao chép công thức lại và tạo ra một cái thuốc tương tự. Đấy, có tác dụng tương tự nhưng mà cái giá thành sản phẩm trên thị trường thì rẻ hơn so với cả cái hàng biệt dược gốc. Thì những cái dòng thuốc như vậy người ta được gọi là các cái dòng thuốc generic. Thế thì nhìn chung cái dòng thuốc generic và những cái dòng thuốc mà các biệt dược gốc nhìn chung thì có thể nói là có tác dụng na ná như nhau,
đó, chỉ khác là các cái công ty sử dụng có khác nhau. Thế vậy thì, nhưng mà cái hàng generic thì rẻ hơn cái hàng Việt xuất gốc. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là, vậy thì cái hàng brand name và hàng generic nó có cái sự khác biệt nhau hay không? Tuy nhiên là chắc chắn là nó vẫn có cái sự khác biệt đó. Ví dụ như theo một cái nghiên cứu cho thấy, đối với một cái thuốc biệt dược gốc là bisoprolol thì người ta thấy là một cái thuốc có cái tác, khi mà so sánh cái tác dụng hạ kiểm soát huyết áp trong 24 giờ của cái biệt dược gốc này, thì người ta so sánh cái tỷ lệ đáy đỉnh thì người ta thấy như thế này, người ta thấy là cái tỷ lệ đáy đỉnh của bisoprolol biệt dược gốc là đến 74%, trong khi đó thì của cái hàng generic chỉ đạt có 57%. Thế điều đó chứng tỏ là cái bisoprolol gốc có khả năng kiểm soát huyết áp 24 giờ tốt hơn, và cũng với chỉ một liều dùng duy nhất là một viên một ngày. Và cũng với biệt dược gốc này, một cái nghiên cứu khác trên các cái bệnh nhân mà có cái bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn kết hợp với các cái bệnh nhân có đau thắt ngực trên bệnh động mạch vành mãn tính, thì người ta cũng đã chứng minh là cái bisoprolol có biệt dược gốc là có hiệu quả các cái cơn đau thắt ngực cao hơn và ổn định được hơn so với cái có khả năng dung nạp thuốc tốt hơn so với cả hàng generic. Như vậy có thể nói, ví một cách hình ảnh dễ hiểu, là cái thuốc brand name generic thì cũng giống như là cùng một cái công thức của món ăn. Thế nhưng mà dưới cái sự nấu chế biến của một master chef hay là của một cái đầu bếp khác thì nó có thể vẫn tạo ra được cái món đúng là món như thế, nhưng chắc chắn dưới những cái người chế biến khác nhau thì sẽ tạo ra được cái hương vị khác nhau. Cũng tương tự giống như là cái hàng cái bisoprolol thì trên lâm sàng cũng có một cái thuốc rất là quen thuộc đối với các bác đã đặt stent động mạch vành. Thế để phân biệt giữa cái hàng brand name và hàng generic, tôi nói ví dụ như thế này, như là cái một cái thuốc chống đông, thuốc chế ngưng tập tiểu cầu là clopidogrel, thì cái clopidogrel là cái thuốc bắt buộc phải dùng đối với các cái bệnh nhân mà sau khi đặt stent động mạch vành, đặc biệt là trong cái năm đầu tiên, nhằm có cái tác dụng là để bảo vệ cái stent nó không bị tắc, không bị cái huyết khối. Nhưng mà tuy nhiên cái clopidogrel biệt dược gốc thì lại có hai cái đồng phân chính là dạng R và dạng S, nhưng mà chỉ có cái dạng S thì mới có tác dụng chính là cái tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu để chống tắc cái huyết khối gây tắc stent, còn cái dạng R thì có thể nói là tạp chất. Tuy vậy, khi nghiên cứu ở trên thị trường thì có một nghiên cứu người ta cho thấy là có đến 60% cái bản copy của dạng biệt dược gốc clopidogrel thì thấy có cái tỷ lệ tạp chất R, đồng phân R cao gấp 4 lần so với các cái biệt dược chính, so với biệt dược gốc là clopidogrel, và đến 50% cái bản copy là không đạt tiêu thiếu cái hàm lượng chuẩn về thuốc. Ví dụ bình thường quy định là phải có đến 95% đến 100% là của cái viên thuốc đó là 75mg. Thế nhưng mà đến 50% cái phiên bản copy thì cái hàm lượng về cái viên thuốc này là chưa đạt đủ cái tiêu chuẩn về hàm lượng trong cái viên thuốc này. Thế do vậy, thế thì khi nào thì có thể dùng được cái biệt dược gốc, phải dùng biệt dược gốc, và khi nào thì có thể chuyển được sang cái dùng dòng generic mà vẫn đảm bảo được sự an toàn đối với người bệnh, thì cái này bắt buộc là phải có chỉ định bác sĩ chuyên khoa, bởi vì chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới có đánh giá được là cái giai đoạn, cái bệnh nhân, tình trạng bệnh của người bệnh ở cái giai đoạn nào, và cho phép là bắt buộc cái giai đoạn này là tối quan trọng phải dùng hàng biệt dược gốc, còn cái giai đoạn này thì có thể chuyển sang dùng generic để làm sao mà có hiệu quả kinh tế, cho nó đỡ tốn kém về chi phí, về mặt thuốc men hơn cho bệnh nhân.